Quý vị đang theo dõi chương trình Địa chỉ từ thiện của Đài Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, với các hoạt động thiết thực diễn ra trong tháng nhân đạo, nhiều người, nhiều mảnh đời, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã đón nhận sự trao yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ từ các cấp, các ngành, cộng đồng và các nhà hảo tâm. Từ sự thành công của tháng nhân đạo các năm trước, năm nay tháng nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức đa dạng, phong phú, thiết thực gắn với chức năng nhiệm vụ của hội. Tháng nhân đạo năm 2024 được diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5. Thông qua các hoạt động được tổ chức, tháng nhân đạo đã góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo, tăng cường sự lãnh đạo của đảng và quản lý của nhà nước đối với công tác nhân đạo, tạo phong trào thi đua, làm việc thiện sâu rộng trong các cơ quan tổ chức và các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng cộng đồng đoàn kết, sâu lòng nhân ái, đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực tại địa phương, trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả, tổng giá trị các hoạt động trong tháng nhân đạo năm 2024 do các cấp hội thực hiện đã hỗ trợ cho 48.862 trường hợp với trị giá đạt đến 17,1 tỷ đồng. Hôm nay thì tôi rất là vui được Ủy ban Nhân dân quận, đến Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy và phường Quan Hoa với các ban ngành trao tặng thì tôi rất là vui để cho cháu có một cái phương tiện đi lại giúp đỡ tôi trong mọi công việc, và sau này cháu học xong và xin được việc thì cháu có một phương tiện đi lại. Bên cạnh công tác chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, công tác hiến máu tình nguyện trong tháng nhân đạo cũng thu hút đông đảo người dân thủ đô hưởng ứng, trở thành nét đẹp văn hóa, lan tỏa ý nghĩa nhân văn. Hơn 7.000 đơn vị máu đã được tiếp nhận, góp phần đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị cho người bệnh. Một giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại, nên là thấy nó ý nghĩa, nên là tham gia hiến máu để góp một phần sức nhỏ của mình để cứu chữa cho bệnh nhân đang thiếu máu. Dự lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu và tổng kết tháng nhân đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Hội Chữ thập đỏ các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thông qua những việc làm hiệu quả, thiết thực, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã khẳng định uy tín và vị thế của mình, phát huy tốt vai trò nòng cốt, vai trò cầu nối, vai trò điều phối trong các hoạt động nhân đạo từ thiện, hiến máu tình nguyện, tô đẹp thêm truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội tổ chức tôn vinh 31 gia đình và 82 cá nhân hiến máu tiêu biểu. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng bằng khen tới 12 gia đình, 7 cá nhân, Ủy ban Nhân dân thành phố trao tặng 8 cá nhân. Với phương châm dành những gì tốt nhất cho trẻ em và không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, nhiều chủ trương chính sách được chính quyền thành phố ban hành để chăm lo cho các em, nhất là các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân tháng hành động vì trẻ em năm nay, các quận huyện đã tích cực huy động các nguồn lực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần đảm bảo cuộc sống, tạo điều kiện để trẻ em được học tập tốt hơn. Trong khuôn khổ tháng hành động vì trẻ em năm 2024, Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức một loạt hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và khuyến khích tinh thần học tập của các em học sinh nghèo hiếu học. Trong chương trình, Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng hơn 100 phần quà gồm các nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập và sách vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Mỗi phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm, chia sẻ và yêu thương từ cộng đồng, giúp các em cảm thấy được động viên và khích lệ. Rất là cảm ơn phường và các bên lãnh đạo là có lòng để giúp đỡ cháu và hoàn cảnh gia đình khó khăn. Điểm nhấn của chương trình năm nay là hoạt động trao học bổng tiếng Anh và văn hóa cho các em học sinh nghèo hiếu học. Đây là những suất học bổng giá trị nhằm giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn, đặc biệt là trong việc nâng cao khả năng ngoại ngữ và kiến thức văn hóa. Chúng tôi muốn các tổ chức cá nhân hỗ trợ tặng học bổng cho các cháu để các cháu thấy là thứ nhất là có sự quan tâm của cả xã hội, và thứ hai là các cháu có những cái điều kiện tốt hơn để học tập, và khi mà các cháu học tập tốt thì sẽ có những cái cơ hội tốt hơn để cho các cháu phát triển sau này. Chương trình tặng quà và trao học bổng của Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa trong tháng hành động vì trẻ em năm 2024. Qua đó không chỉ giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng gắn kết đầy tình thương và trách nhiệm, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn cho các em. Thưa quý vị và các bạn,
thực hiện cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Các cấp Hội Chữ Thập Đỏ trên địa bàn thành phố đã và đang phát huy vai trò nòng cốt là cầu nối, là điều phối trong các hoạt động nhân đạo, trợ giúp hàng ngàn lượt người có hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương trong xã hội. Một hoạt động đầy ý nghĩa, thông qua Hội Chữ Thập Đỏ quận Hai Bà Trưng trao những món quà là các bộ bàn ghế cũ và máy tính cũ dành cho các trường học còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Do chuyển đổi công năng hoạt động, nên công ty này đã dành toàn bộ 250 bộ bàn ghế cũ và hàng chục máy tính thông qua Hội Chữ Thập Đỏ quận Hai Bà Trưng để dành tặng cho các trường học còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sự kiện trao tặng này không chỉ đơn thuần là việc chuyển giao vật chất mà còn là một hành động thiết thực thể hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng của công ty, qua đó giúp cải thiện điều kiện học tập của các em học sinh tại những trường học còn thiếu thốn, mang lại môi trường học tập tốt hơn và khích lệ tinh thần học tập của các em. Chúng tôi nghĩ là khi những cái món đồ này nó vẫn còn rất giá trị thì chúng tôi sẽ mong muốn được đóng góp cho cộng đồng. Và hơn nữa thì trong quá trình hoạt động kinh doanh thì chúng tôi cũng xây dựng cái định hướng là phát triển bền vững. Có thể với chúng tôi những cái món đồ hôm nay nó không còn cần dùng đến nữa. Nhưng với ai đó, những món đồ này chắc chắn tôi tin là nó vẫn còn giá trị rất là nhiều. Thì đó là cái ý nghĩa mà chúng tôi cũng muốn lan tỏa đến cộng đồng. Đại diện các trường học nhận được sự hỗ trợ đã bày tỏ lòng biết ơn tới doanh nghiệp và Hội Chữ Thập Đỏ quận Hai Bà Trưng. Những bộ bàn ghế máy tính này thực sự rất quý báu và kịp thời đối với các trường. Các em học sinh sẽ có thêm điều kiện để học tập tốt hơn, từ đó nâng cao chất lượng học tập và phát triển toàn diện. Phú Xuyên thì các phòng tin thì cơ bản là các nhà trường thì cũng đang được xây dựng cấp chuẩn. Tuy nhiên là cái trang thiết bị trong phòng thì còn hạn chế và còn thiếu thốn rất nhiều. Thì qua thông tin của đồng chí Phong, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ của quận Hai Bà Trưng thì chúng tôi phấn khởi báo cáo và trực tiếp lên đón nhận. Nhưng mà chúng tôi cũng thấy là như này, đối với món hàng này thì quá ý nghĩa đối với một cái đơn vị như ở huyện Phú Xuyên thì chúng tôi cũng còn khó khăn rất là nhiều. Và cái ghế bàn chất lượng rất tốt. Chúng tôi rất phấn khởi đối với chúng tôi, đây là một món quà rất giá trị đối với các em. Vì các em còn rất là trường, còn thiếu cơ sở vật chất rất nhiều mà lại được nhìn thấy các bộ bàn ghế này chắc chắn là sẽ rất hữu ích đối với chúng tôi. Những chuyến xe đầy ắp bàn ghế và máy tính không chỉ mang theo vật chất mà còn mang theo bao hy vọng dành cho các em học sinh đang học tập trong những ngôi trường còn nhiều khó khăn, chắp cánh cho các em tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Quý vị thân mến, chiến tranh đã lùi xa, hòa bình lặp lại, nhưng những hậu quả khốc liệt của nó vẫn còn đó. Và trong đó phải kể đến nỗi đau vô hạn của những nạn nhân phơi nhiễm di nhiễm chất độc da cam dioxin. Và theo thống kê chưa đầy đủ, Hà Nội hiện có khoảng 50.000 người bị phơi nhiễm, gần 19.000 người bị ảnh hưởng trực tiếp của chất độc da cam. Các nạn nhân và gia đình nạn nhân đã và đang phải tiếp tục sống trong đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Sát cánh trợ giúp họ để họ có thêm niềm tin, động lực tin tưởng vào những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Chúng tôi có dịp về thăm ông Vũ Viết Thái, là nạn nhân bị ảnh hưởng trực tiếp của chất độc da cam, dioxin. Ông Thái hiện đang sinh sống tại thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai vào buổi trưa hè. Trong căn nhà cấp 4, ông Thái đang chuẩn bị nấu bữa cơm trưa. Tâm sự với chúng tôi, ông Thái chia sẻ, năm 1967, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Thái vào Nam chiến đấu đánh giặc. Từ Thừa Thiên Huế cho đến chiến dịch đường 9, Nam Lào, Khe Sanh, Quảng Trị. Trong nhiều cánh rừng mà ông bước qua trong chiến tranh, có những cánh rừng phủ một lớp chất lỏng được máy bay Mỹ rải xuống. Họ biết đó là thuốc diệt cây cỏ, nhưng không biết rằng thứ chất lỏng ấy sẽ quyết định phần đời của mình nhiều năm về sau. Mình thì không có thể biết được. Bởi vì nó bị nhiều trận nó đánh, nó thả như thế mà mình cứ đánh nhau thì đeo vào cũng có khi là chậm, cũng có khi là đúng thời hạn. Thế nhưng mà 6-7 là đánh nhau là như thế rồi, nhưng mà đến 71-72 thì mình đánh vào ấy cũng vẫn bị, nó vẫn cứ thả. Bởi vì cái rừng núi Trường Sơn thì cứ thỉnh thoảng nó thả thôi, không kể gì phải là đấy. Thế xong bắt đầu thì lúc mình thấy người nó mệt nhọc thì các vị cho đi điều dưỡng, thế là 3 tháng mà không lại. Từ trong Nam mà đưa ra tận ngoài như thế Quảng Bình đấy, điều dưỡng cái khu điều dưỡng Quảng Bình là như thế, là đấy
3 tháng mà không thấy gì cả, lại giả vào đơn vị đó, lại vào đánh nhau, không có gì, không biết được, mình biết là bị. Ông Thái có 2 đời vợ và sinh được 3 người con, nhưng mấy đứa con đều có cuộc sống khó khăn. Vận động chúng đi khám xem có bị di nhiễm chất độc da cam hay không, nhưng không đứa nào đi vì sợ mai này không ai lấy. Chúng nó không đi kiểm tra, có bảo đi nó chả đi. Thế nên không thể biết được, mỗi mình bị thì là mình biết là mình bị thôi, chứ còn các con là bảo nó đi nó không đi, nó lấy vợ nó ngại, nói thật mình khối ở đây là xong rồi sau nó ngây ngô mới bảo nó thì nó mới nghe, chứ còn thì người ta không muốn đi, các con không đi, nó bảo như thế là ai người ta lấy cái thằng thế nọ gì. Hiện 2 vợ chồng ông Thái đang ở trong căn nhà cấp 4 đã hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng, nhưng do hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, gia đình không có khả năng sửa chữa hay cất mới. Mong rằng sự vào cuộc của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân để gia đình có nơi cư trú ổn định, có một không gian sống khang trang, ấm cúng hơn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Địa chỉ từ thiện của Đài Hà Nội tuần này. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ phía quý khán giả. Quý vị khán giả có thể điện thoại theo số hotline của chương trình chúng tôi 0865 116699 để trực tiếp tham gia và đồng hành với chúng tôi trong những chuyến thiện nguyện, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Xin kính chào tạm biệt quý vị khán giả.